Nguyễn Khôi xin kính chào quý vị, cùng với Hoàng Tuấn chúng tôi xin trở lại cùng với quý vị trong chương trình Đọc Báo Gạo tuần này. Hoàng Tuấn xin chào Nguyễn Khôi và xin chào thấy ngồi tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nhận được hai lá thư, một thư qua bưu điện của một đồng hương tên là Phát từ thành phố Orlando, từ bang Florida. Và xin chia sẻ với quý vị một lá thư ngắn, phần đầu của lá thư như sau. Kính hai anh Nguyễn Khôi và Hoàng Tuấn, tôi tên Phát Bùi, hiện ngụ tại ... ở Florida, Orlando. Tôi theo dõi mục Đọc Báo Vẹm của hai anh mỗi tuần và rất thích mục này, dù là cười ra nước mắt và đôi khi rất đau lòng. Nhưng hai anh đã một phần nào đó lột ra được bộ mặt thật của Cộng sản Việt Nam. Rất hoan nghênh hai anh và xin hãy tiếp tục làm mạnh lên. Và phần sau thì vì đồng hương xin cái toa thuốc cao mỡ cao máu, chúng tôi trước hết xin cảm ơn anh Phát nhiều. Toa thuốc cao mỡ cao máu sẽ được gửi tới anh trong ngày mai. Và những chia sẻ của anh thì cũng là những cái ý kiến rất đông đồng hương mà chúng tôi đã nhận được từ khi bắt đầu chương trình Đọc Báo Vẹm này. Cảm ơn anh Phát một lần nữa. Và lá thư thứ hai nhận được qua email với cái lệnh, với cái tiêu đề rất là hãi hùng, thưa quý vị, lệnh bắt khẩn cấp mà gửi cho Nguyễn Khôi và Hoàng Tuấn, cho nên nghe vậy sợ quá phải mở ra coi liền. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Công an, ngày 19 tháng 6 năm 2009, đúng ngày quyền lực thêm Hoàng Tuấn, lệnh bắt khẩn cấp. Hai đồng chí nghe tới đây chúng tôi sợ quá, nhưng mà may mắn không phải tên chúng tôi. Nông Đức Mạnh, hai đồng chí là Nông Đức Mạnh, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chiếu theo Bộ luật hình sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam điều 88, đồng chí Nông Đức Mạnh và đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã vi phạm những tội danh như sau: đồng lõa và âm mưu phản bội là nhà nước bằng cách là dâng đất dâng biển và cúi đầu phục tùng nghe theo mọi chỉ thị của Trung Cộng. Phần sau một đoạn nữa cũng liên quan tới cái tội của hai đồng chí này. Và ký tên là Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, Bộ Công an Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ký tên Hoàng Long. Sau đó là chúc hai anh nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, đây là của một vị đồng hương tên là Hoàng Long, và người này soạn ra một cái lệnh bắt như vậy. Thưa quý vị, mặc dù là cái chuyện đùa thôi, nhưng mà điều đó cho chúng ta thấy rằng rất nhiều người Việt Nam sống ở hải ngoại bây giờ cũng đang nóng lòng về cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam cúi đầu thần phục Trung Quốc và nhượng đất nhượng biển cho Trung Quốc. Tuần này chúng tôi sẽ thưa chuyện với quý vị về cái chuyện mà Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào. Trên báo Vietnamnet có một cái bài như thế này: lao động Trung Quốc quậy ở công trường Nghi Sơn. Và trong cái bài này có một đoạn video. Cái chuyện chúng tôi muốn thưa với quý vị là cái tin thì nghe nó nóng đó, nhưng mà nó đã xảy ra hồi tháng 12 2008, cho tới bây giờ người ta mới đưa lên. Thì có lẽ là đến là 6-7 tháng nó mới nóng thì phải. Cái hồi đó nó xảy ra nó còn nguội nhỉ, nó còn lạnh rồi nó nguội, rồi bây giờ nó ấm lên, bây giờ nó mới nóng, bây giờ thì hot. Quý vị nào mà hay vào trên internet thì có thể vô website là saigonbao.com và tìm cái chỗ Vietnamnet, quý vị sẽ có. Quý vị kiếm nhanh lên đấy nha, chứ không thôi là mai mốt là đảng và nhà nước kéo xuống ngay. Thưa quý vị, bài báo khá dài, chúng tôi chỉ điểm qua những điểm chính như thế này. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Len và chị Lê Thị Nghị ở thôn Bắc Hải, Hải Thường kể đúng vào đêm chung kết bóng đá hôm mà Việt Nam đá với Thái Lan đó, đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan. Một lao động Trung Quốc say rượu vào quán nhà anh mua thuốc lá. Do bất đồng ngôn ngữ nên người lao động Trung Quốc này đã đập bàn ghế, xé bao thuốc lá rồi quát tháo vợ anh. Vừa lúc đó anh Len về nhà thấy thái độ ngang ngược của người Trung Quốc này nên đã túm tay vị khách ngang ngược này để đẩy ra. Bất ngờ anh Len bị vị khách này quay lại túm tóc đánh ngay tại quán của mình. Sự việc trở nên phức tạp hơn khi anh Len và người nhà chống trả, thì vị khách này chạy về khu tập trung kéo thêm 40 lao động là người Trung Quốc đến. Sau đó là gần 200 người tay cầm ống nước, gậy gộc, đánh xe tải từ công trường. Thưa quý vị, đánh xe tức là lái xe đó, từ công trường ra, lấy đèn rọi vào nhà anh Len đập phá, đánh bị thương nhiều người trong gia đình của anh. Thậm chí hàng xóm qua can ngăn cũng bị rượt đánh luôn. Người bị đánh trọng thương nặng nhất là anh Nguyễn Văn Đen, em trai của anh Len. Hôm đó vừa đi xe ôm chở khách về, nghe tin nhà anh trai bị lao động Trung Quốc đập phá. Anh đi xe máy đến thì bị 5-6 lao động Trung Quốc xông tới đánh tới tấp, đập nát xe, đập nát mũ bảo hiểm, khiến anh bị gãy tay, gãy chân và phải khâu 16 mũi ở trên trán và trên đầu. Thưa quý vị, đó là cái chuyện mà lao động Trung Quốc quậy phá như vậy. Và
những người cộng sản thì hay nói là trước năm 1975 đế chế độ Ngụy đó là bán nước. Và bây giờ quý vị thấy người Trung Quốc qua Việt Nam một cách tùy tiện và hành hung dân Việt Nam ở ngoài biển thì là ăn hiếp ngư dân, bây giờ thì hành hung dân ở Thanh Hóa. Nhưng mà Việt Nam á, không có một cái biện pháp nào cả. Và quý vị nghe cái ông này nè, cái ông mà quản lý về vấn đề lao động đó, ông nói là ban quản lý không nắm được lao động Trung Quốc. Cùng một công việc nhưng mà mức lương của lao động Trung Quốc thì cao hơn mức lương của lao động Việt Nam. Và khi mà trao đổi với Vietnamnet thì ông Lê Tuân là trưởng phòng quản lý doanh nghiệp và lao động, ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn thì lại đưa ra con số chỉ có là 326 người thôi. Trong đó thì 98 lao động được cấp giấy phép, số dài hạn giấy phép lao động còn lại là 135. Còn 93 lao động chưa được cấp giấy phép. Thì khi hỏi ông ấy thì ông nói như thế này: thừa nhận đây chỉ là con số nhà thầu xây dựng báo với nhà máy thôi. Rồi nhà máy báo lên. Còn thực tế thì có người sang du lịch ở lại tìm việc thì ban quản lý không thể nắm được. Ông nói như vậy. Nhưng mà bây giờ anh đọc cái tin sao anh có thắc mắc nhiều này. Tôi thắc mắc là không có một cái biện pháp nào cả. Rồi đối với những hành vi vi phạm này chúng tôi sẽ tiến hành xử lý phù hợp với pháp luật Việt Nam, đại khái là như vậy. Nghĩa là nói một cách chung chung thì quý vị thấy rằng là người Trung Quốc vào Việt Nam thì không cần visa. Vậy bây giờ khi mà lao động Trung Quốc quậy phá đánh dân Việt Nam như vậy, nhưng mà nếu người dân Việt Nam mà biểu tình chống Trung Quốc thì quý vị sẽ thấy nhà nước có một thái độ rất là rõ ràng là những người mà chống Trung Quốc sẽ bị bắt. Và Hoàng Tuấn dừng một cú phone của một bạn trẻ nói là có chuyện xảy ra cho bạn của anh đi ra quán ăn thấy hai người Trung Quốc đánh người Việt Nam nhảy vào can thì anh bị bắt giam 3 tháng. Tức là đi can ngăn người Trung Quốc đánh người Việt Nam bị bắt giam 3 tháng. Thì thưa quý vị, cái chuyện này khi mà báo của đảng và nhà nước đưa lên thì nó không còn là cái chuyện mà nó nhỏ nữa. Và cái chuyện xảy ra 6-7 tháng rồi bây giờ người ta mới đưa. Thì cho tới giờ phút này thì chúng tôi nghĩ rằng những ai binh vực cho chế độ Cộng sản bảo rằng những người Cộng sản đã có công thống nhất đất nước, bảo vệ nền độc lập, thì quý vị thấy rằng cái công việc làm của người Cộng sản đối với dân, đối với nước như thế nào. Không cần phải bình luận thêm nữa. Dạ vâng, không cần bình luận thêm nữa, nhưng mà chúng tôi thấy anh có vẻ thắc mắc nhiều cho nên chúng tôi cũng hơi gọi là bức xúc một chút. Thì tại sao mà người ta đăng báo, người ta nói rõ là công nhân Trung Quốc phải không ạ? Công nhân Trung Quốc. Dạ vâng. Tại sao cũng tàu Trung Quốc thì người ta gọi là tàu lạ, sao người ta không gọi là công nhân lạ? Tại vì cái này nó không thể nào nói lạ được. Ở ngoài biển thì người ta không thấy, chỉ có ngư dân thôi. Còn cái này đánh ngay người dân. Mà trong cái bài báo này đó, tại vì trên internet người ta có đưa một cái đoạn video nữa, quý vị vào đó xem sẽ thấy là công nhân Trung Quốc là rượt đánh người Việt Nam, rồi có một số những người mà trong cuộc đó là nạn nhân á, người ta có trả lời phỏng vấn nữa. Nên điều đó thì không thể nào nói là công nhân lạ được. Chưa hết, cái điều thắc mắc tôi kế tiếp có đó là, thưa anh, là anh vừa nói là mình hồi trước đó, mấy ông cộng sản, mấy ông bảo Việt Nam Cộng Hòa là bán nước, tức là bán nước thì phải bán nước cho ngoại nhân, đúng rồi. Thì người ta nói đúng rồi, thì theo ý kiến của người ta thì bảo là tại Mỹ là ngoại nhân thì Việt Nam Cộng Hòa đi với Mỹ là tức bán nước cho ngoại nhân, thì người ta nói như vậy có nghe cũng có xuôi tai. Còn gì anh thắc mắc thì đâu có gì đâu mà anh phải thắc mắc, tại vì người ta bảo Trung Quốc cũng là anh em thôi mà, một nhà mà, đâu có bán nước được, dân nước này. nhường thôi. Anh thắc mắc nhiều quá. Đây là những hình ảnh hơn 100 công nhân Trung Quốc tại khu công nghiệp Nghi Sơn, Thanh Hóa xông vào các nhà dân Việt Nam đập phá, đánh đuổi những người dân đang sinh sống tại đây. Vụ việc này xảy ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2008 tại quán của anh Nguyễn Văn Đen, chỉ do một mâu thuẫn rất nhỏ. Khi tan đá bóng thì Trung Quốc có 6 anh Trung Quốc là đến mua hàng quán, mua thuốc rồi bóc ra rồi không trả tiền, rồi xô xát với vợ tôi. Thì quay đến lại là tôi về đuổi ra thì nhảy vô đánh luôn tôi tại nhà. Sau đó thì vợ đuổi ra, hắn còn không ra. Thì lúc tôi cầm một cái đoạn gậy tôi lùa thì nó về xong nó kéo được 40 thằng. Kéo 40 thằng lên thì bắt đầu là tôi là kêu hàng xóm, là trong này là có cái tổ liên gia, kêu hàng xóm ra thì hàng xóm ra can thiệp đuổi về. Xong cuối cùng là quay đi lại là hắn đánh nhà tôi và đánh nhà hàng xóm. Xong đó là quay đi lại về kêu 200 thằng lên, bắt đầu 1, 2, 3 đám đậu ngoài dàn xếp ngoài đường.
làm tấn là cái trận thứ ba là kéo 2 năm thẳng lên là tấn vào và rồi đập phá nát hết, đánh hết vợ hết con. Rồi lúc đó gia đình tôi bị đau là tất cả đi biệt, đi làm biệt. Không chỉ dừng lại ở việc đập phá và đánh người nhà anh Đen, các công nhân Trung Quốc còn hung hăng đánh toàn bộ những người dân Việt Nam tại khu vực đó. Chung là cứ thấy ầm ầm thì dân này chạy ra thì kiểu họ cứ đánh lâu nhà thế này mà. Tức là gặp ai là ông đánh? Đấy, gặp ai đánh sau đến hồi cuối cùng họ lên đông quá thì toàn bộ cái dân ở cái xóm này là phải chạy đi hết này. Cửa là phải đóng lại hết. Cứ bắt đầu chạy lên là nhà có cửa mở mà đèn sáng nó chạy vào nó đập phá hết. Ai ra đường là hắn hồ đánh nhau rồi vác đá hắn ném. Thực tế là như với tôi con cái, như với tôi mà ra thì nó không phải chạy trốn thôi chứ không tấn công được lại với họ. Trong đêm kinh hoàng ấy, toàn bộ gia đình anh Đen đã phải nhập viện, người vỡ đầu, người gãy tay. Anh Nguyễn Văn Len là anh trai của anh Đen chưa kịp hiểu sự tình tại nhà người em trai như thế nào, đã bị gậy phang tới tấp làm nứt mũ bảo hiểm, vỡ đầu, chiếc xe máy của anh cũng bị đập nát. Trong vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều công nhân Trung Quốc tới làm việc tại Nghi Sơn. Và trong một khoảng thời gian ngắn, đã có nhiều vụ việc làm mất an ninh trật tự xảy ra. Thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị 2 phút trong một đoạn video đã được post trong website Vietnamnet. Để quý vị thấy rằng cái chuyện này không phải là chúng tôi dựng ra, chúng tôi đặt ra, mà do chính báo của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa lên. Và thưa quý vị, đối với chế độ Cộng sản là chúa chõm, là bưng bít thông tin, nhưng mà bây giờ người ta phải đưa lên, có nghĩa là sự việc tới cái mức độ không thể che giấu được nữa. Và chúng tôi xin nhắn gửi với những người đã từng có những lập luận rằng việc nước Việt Nam còn đó chứ mất mát đi đâu. Cộng sản cũng là người Việt Nam. Cho nên chúng ta cứ ở ngoài này đừng có chống đối, đừng có đấu tranh làm gì cả. Cứ đi làm có tiền, về Việt Nam vui chơi thoải mái đi rồi đi qua Mỹ trở lại. Thưa với quý vị, nếu tình trạng này còn xảy ra tới một ngày nào đó, quý vị sẽ muốn về Việt Nam đó. Không phải xin visa tòa lãnh sự ở San Francisco nữa, mà có thể phải qua tòa lãnh sự của Trung Quốc để mà xin. Cũng ở San Francisco luôn. Nhưng mà không cần phải đến tòa lãnh sự của San Francisco đúng không ạ? Và lúc đó thì về Việt Nam coi chừng bị Trung Quốc nó đánh chạy không kịp đó nha. Vâng, thưa quý vị, giữ màn ảnh truyền hình, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 sau một số quảng cáo thương mại. Kính thưa quý vị, Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi xin phép được trở lại với chương trình. Trong phần 2 thì Hoàng Tuấn xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện Tiếu Lâm hiện đại, nhưng mà cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ, và chúng ta cần phải suy nghĩ về vấn đề này. Là ở Việt Nam có một nhà kia nuôi được một con chó, và nó sanh ra một bầy chó con. Thì anh biết chó nó mới sanh ra thì nó đâu có mở mắt đâu, nó phải bao nhiêu ngày nó mới mở mắt không? Chúng tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu ngày. Nhưng đặc biệt những con chó này nó sinh ra nó không kêu, nó không sủa, mà nó lại nói được tiếng người. Và nó đặc biệt hơn nữa là nó rất ư là chuyên chính vô sản. Nó nói là mấy con chó này nó nói là Bác Hồ muôn năm, Đảng Cộng sản muôn năm. Nghĩa là nổi tiếng, cái nhà này nổi tiếng. Chính quyền địa phương cử cán bộ tới tấp tới người ta tới xem. Quay phim chụp hình. Lạ quá. Rất là đặc biệt. Và nhưng mà cũng tội nghiệp cho cái nhà này, từ khi nổi tiếng thì vô tình là bị người ta mắng chửi. Thế vì bất cứ nhà nào ai mà tới cái xóm đó hỏi thì người ta nói ở cái nhà chó đẻ hả? Thì rất là tội nghiệp. Vì cái tội là có mấy con chó nó kêu là Bác Hồ muôn năm, Đảng muôn năm mà bị người ta mắng mỏ như vậy. thì lúc đó Trung ương mới cử một phái đoàn xuống để mà quay phim, để lấy tư liệu. Bởi vì hay quá, và tính là cấp bằng khen cho gia đình đó, là nuôi chó mà nó còn nuôi quá. Đến nỗi mà nó thấm nhuần cái chủ trương đường lối mà nó lại cách mạng đến như thế. Thì khi mà Trung ương cử xuống đó thì không thành công anh ạ. Tới lúc mà chuẩn bị quay phim chụp hình thì những con chó nó không nói nữa. Nó không chịu nói nữa. Đồng loạt ngưng. Ngưng hết. Thế thì rất là bối rối, thì hỏi chủ nhà tại sao như vậy? Tại sao mà lúc trước thì nó nói vậy, bây giờ nó không chịu nói? Thì nó báo cáo với cán bộ, báo cáo với cấp trên là từ khi mà chúng nó mở mắt ra thì chúng nó không có nói những điều đó nữa.
Chuyện chó đẻ của anh Hoàng Tuấn vừa kể thì tiếp tục chúng tôi trở lại với câu chuyện Trung Quốc. Bản tin mới nhất chúng tôi có được với nhan đề là yêu cầu Trung Quốc thả ngay số ngư dân Việt Nam bị bắt giữ. Bài báo của VN Express ngày 21 tháng 6, lực lượng tuần tra Trung Quốc đã bắt 3 tàu cá gồm 37 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam khi họ đang hành nghề đánh cá bình thường tại khu vực vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc này trên trang web của Bộ Ngoại giao thì người phát ngôn Lê Dũng khẳng định hành động này của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Rất là khó hiểu câu nói của ông Lê Dũng. Và ngay sau đó thì theo ông Lê Dũng, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với đại sứ Trung Quốc để đề nghị phía Trung Quốc không có những hoạt động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ủa tại sao là phải giao thiệp rồi đề nghị anh? Tại vì người ta rõ ràng là người ta xâm phạm chủ quyền của mình, phải không? Yeah. Biển của mình. Yeah. Người ta vô là thấy đã vi phạm rồi. Yeah. Mà cái này người ta còn cấm không cho ngư dân của mình đánh cá trên biển của mình. Ừ. Mà mình chỉ giao thiệp với đề nghị thôi. Giao thiệp với đề nghị thôi. Thì anh em à? Dạ vâng. Cái này mà anh phản đối đó là coi chừng á, nếu mà về chức quyền nó coi chừng là mất chức, mất quyền, mất chức, ông Lê Dũng mất chức. Tôi nghĩ mà lạng quạng là mấy anh em Trung Quốc lại cho mấy anh công nhân đến làm việc là cái đó còn mệt nữa. Chúng tôi nghĩ cái quan hệ này không phải quan hệ anh em đâu, cái này nó quan hệ bố con thì chứ không phải quan hệ anh em. Thưa quý vị thấy là Trung Quốc ngang ngược như vậy đó, mà người ta chỉ giao thiệp và đề nghị rất là nhẹ nhàng. Còn Việt Nam phản đối nước ngoài can thiệp vụ bắt Lê Công Định. Ở Việt Nam, quyền tự do bày tỏ chính kiến của công dân được pháp luật bảo đảm. Lê Công Định bị bắt do cấu kết với một số phần tử nước ngoài hoạt động với mục đích lật đổ chống nhà nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói, cũng là cái ông đó nha. Thì ngày 22 tháng 6, trưởng đại diện và đại sứ các nước thành viên của khối châu Âu tại Việt Nam đã bày tỏ sự quan ngại đặc biệt về vụ bắt giữ ông Lê Công Định và cho rằng ông này bị xử lý vì thực hiện quyền tự do bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa. Thưa quý vị, Việt Nam đã chấp nhận là phải mở rộng những cái hoạt động ngoại giao để giao tiếp với các nước văn minh. Thì dĩ nhiên là cũng phải, mình khi mà mình giao tiếp với người ta thì mình phải biết được cái luật của quốc tế nó như thế nào. Nếu mà chỉ có một nước mà phản đối thì nói ví dụ như Mỹ phản đối thì nó là chắc là cũng thù ghét Việt Nam. Cái này châu Âu cũng phản đối, rồi Mỹ cũng phản đối, mà Việt Nam nói là việc xử lý những người vi phạm pháp luật là cần thiết và là việc làm bình thường mà các quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước Liên minh châu Âu, đều tiến hành để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự xã hội và an toàn cho người dân. Ở Việt Nam, quyền tự do bày tỏ chính kiến của công dân được pháp luật bảo đảm. Nghĩa là nói câu trước rồi nó mắng chửi câu sau. Và thưa quý vị, ông này còn nói như thế này nữa, cái việc này là cái việc nội bộ của Việt Nam, cho nên các nước đừng có xía vô. Thì quý vị phản đối một cách rất là mạnh mẽ. Trong khi đó Trung Quốc ăn hiếp dân mình thì ông ấy nói là chỉ có giao thiệp và đề nghị thôi. Cái việc đấy là việc nội bộ của Trung Quốc, anh thắc mắc nhiều quá. Cũng liên quan tới chuyện luật sư Lê Công Định, thấy trước hết đó thì cái chuyện mà họ kết án luật sư Lê Công Định, nếu mà quý vị thấy những cái lời kết án á, nó rất là buồn cười, mơ hồ lắm. Chẳng hạn như họ nói rằng luật sư Lê Công Định là có giao thiệp với những người hay là những đảng phái tổ chức này phản động. Thì ở trong nước Việt Nam bây giờ, cái chuyện mà giao tiếp với những cái, có liên lạc với những cái đảng mà họ đưa ra hay là những tổ chức hay những con người đưa ra đó, thì bao nhiêu người giao tiếp, những nhà đấu tranh dân chủ họ lên tiếng công khai, họ giao tiếp, họ liên lạc với những người đó. Tại sao không bắt những người kia mà ta sao bắt luật sư Lê Công Định, phải không? Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là khi mà theo luật pháp, theo hiến pháp của Việt Nam á, thì những người nào mà bị đưa ra tòa rồi xác nhận trước tòa là có tội thì lúc đó mới là có tội, còn trước đó vẫn là một người vô tội. Thì cớ gì mà hội luật sư ở Sài Gòn lại khai trừ luật sư Lê Công Định ra khỏi hội và rồi đưa một loạt những cái lý do, trong khi người ta chưa có tội. Mình làm luật sư mà cũng biết là người đó chưa ra tòa là chưa có tội, mà chính mình là luật sư mà lại khai trừ một người đồng nghiệp của mình khi người đó chưa bị buộc tội, chưa bị đưa ra tòa. Anh phải biết rằng nếu mà không khai trừ người này liền lập tức á, thì cả cái hội đó sẽ bị dập tè tùa, bởi vì ở Việt Nam tất cả mọi chuyện đều do đảng kiểm soát, cho nên là nó ở Việt Nam mà nói chuyện luật là cái chuyện nói để mà nói cho nó vui thôi. Anh có đề nghị gì không, nếu mà chẳng hạn như bây giờ hội luật sư ở Việt Nam đó họ có đề nghị anh Hoàng Tuấn là anh có phải nhiều chuyện, anh có phải có nhiều ý kiến idea hay
thì nếu mà họ đề nghị với anh đó, họ xin ý kiến của anh là bây giờ họ đang cần vẽ một cái logo đại diện cho cái hội luật sư ở Việt Nam sau cái vụ ông luật sư Lê Công Định bị bắt như thế này, thì anh có cái ID giúp cho họ được không? Anh có thể giúp cho họ chứ không thì họ đang rất là gọi là quẫn trí, không biết tìm cái hình ảnh nào. Tôi nghĩ cũng không khó lắm, để cho nó tươi mát thì vẽ ngay một cánh rừng và trong đó các ông luật sư đang đi dạo chơi trong rừng. Ủa? Tại sao luật sư mà lại có rừng ở trong này? Thì là luật rừng. Các nước tư bản người ta nói, ví dụ như Mỹ là nó là một rừng luật. Ừ, dạ vâng, nhưng mà người ta vẽ cái hình ảnh là cán cân phải không ạ? Tượng trưng cho công lý phải không ạ? Còn ở Việt Nam thì anh Hoàng Tuấn anh đề nghị là nếu mà lấy logo cho mấy ông luật sư ở Việt Nam thì vẽ cánh rừng. Anh này có vẻ thích màu xanh thiên nhiên. Ở các nước như là nước Mỹ thì người ta gọi là một rừng luật, nhưng mà ở Việt Nam là luật rừng. Nó tư bản với cộng sản nó khác nhau chỗ đó. Có liên quan tới vấn đề luật, tin của VN Express bác đơn kiện quyết định của Thủ tướng về quy hoạch bauxit. Thưa quý vị, chắc là quý vị cũng đã theo dõi tin tức, quý vị đều biết là con của thi sĩ Huy Cận, Huy Cận, tức là ông Huy Cận, là ông luật sư Cù Huy Hà Vũ đã có một cái đơn kiện khởi kiện Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng về cái quyết định cho khai thác bauxit, và luật sư Cù Huy Hà Vũ đã gửi cái thư đó, cái đơn kiện đó tới Tòa án Nhân dân Hà Nội và kiện về cái quyết định đó nó sai luật, nó vi phạm pháp luật. Thì bản tin của VN Express cũng như báo chí ở trong nước thì đều cho biết là cái quyết định, cái đơn kiện đó đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội bác vì lý do là không đủ yếu tố luật, không có vi phạm, và chưa chi thì đã bênh vực cái quyết định kia, nó quyết định kia là đúng mặc dù chưa đưa ra xử. Cái quyết định mà của Nguyễn Tấn Dũng là đúng, không có gì sai trái cả, mà cái đơn này là không có đủ yếu tố pháp lý. Nhưng mà trong những cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là khi mà loan tải cái tin này đó, trước hết thì họ lúc mà ông Cù Huy Hà Vũ mà đưa đơn kiện á thì họ không loan tin. Báo chí trong nước hoàn toàn không loan tin, chỉ loan tin khi mà cái đơn này bị kiện bị bác thôi. Bị bác thôi. Và điểm thứ hai đó, tất cả những cái bản tin này chúng tôi có đọc trên nhiều báo khác nhau chứ không phải chỉ trên một VN Express, thì đều không bao giờ thấy họ nói tới ông Cù Huy Hà Vũ, lý do tại sao ông kiện, cái nội dung của đơn kiện như thế nào. Cái một luật sư mà nhất là một luật sư nổi tiếng nữa, người ta kiện thì người ta phải có những lý chứng đưa ra A, B, C, và nhất là cái chuyện mà kiện ông Thủ tướng đâu phải chuyện chơi đâu, phải không ạ? Làm quả là chết liền. Thưa quý vị, chúng tôi rất tiếc là thì giờ không còn nhiều, nhưng mà trước khi chào tạm biệt Hoàng Tuấn có một cái ý kiến như thế này. Có một cái điều muốn thưa với quý vị là khi ông Cù Huy Hà Vũ ông kiện, ông biết là nó chả tới đâu cả. Dân gian chúng ta thường nói là con kiến đi kiện củ khoai đó, nhưng mà ông vẫn kiện để cho nhà nước Cộng sản có một cái phản ứng. Lúc đó mọi người mới thấy rằng ở Việt Nam luật là cái chuyện mà nói cho nó vui thôi, chứ còn tất cả mọi chuyện đều do đảng nắm cả. Chúng tôi xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Đọc Bảo Vệ lần sau.